Xin chào mọi người. À, bây giờ chúng tôi sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh. Bởi Quyến và bố với nữa. Đâu? Ôi trời ơi. Kêu đi đâu? Dạ. Mẹ nè anh hai chị. Các bạn ơi, thì hôm nay mẹ anh hai tiễn anh với mình nữa, tiễn anh hôn đi ra thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì đợt đi chuyến này là mình đi với Út nữa, Út bên này. Đó, là dẫn Út thành phố Hồ Chí Minh chơi luôn cả nhà ơi. Rồi, thôi bây giờ cả gia đình mình đi nha. Dạ. Đi. Đi thôi. Dạ. Đi. Đi thôi. Dạ. Đi. Đi thôi. Bây giờ là mấy cô cháu đã lên tới rồi, tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và bây giờ mình đang ở trong khách sạn chuẩn bị check in. Út vui không Út yêu? Út vui không Út yêu? Vui. Nãy giờ Út yêu đi gặp đường xá quá nhiều xe cộ luôn. Rất là vui. Dạ. Rất là vui, ăn cũng rất là vui mà tươi bụng. Đúng rồi, thôi mình... mình chuẩn bị rồi mình đi ăn. Đây các bạn ơi, ba cô cháu mình đã tới phòng rồi. Cái phòng này là phòng 2 giường nha cả nhà. Ok, bắt đầu. Út Will đang khám phá cái phòng các bạn. Đây, ở đây có cái tivi nè. Út Will này có thích không? Đây là lần đầu tiên mà Út ngủ lại qua đêm trong khách sạn các bạn. Quá đã ha. Với lại đi lên đây cũng hơi mệt rồi các bạn ơi. Mệt. Có cái kiến nó phá lắm, cái kiến với cái bàn ngồi đó nó phá dữ lắm. Đúng không? Út thích đúng không? Con biết ngay mà. Mình có thể mở cửa ra Út yêu. Mình có thể mở tấm rèm nè. Mình có thể mở tấm rèm ra nhìn ở bên ngoài. Út yêu mở tấm rèm lên đi. Wow. Nhìn ngắm thành phố. Đã ha. Rồi bên đây là một quý cô nè. Quý cô đang nằm nè. Quý cô cảm thấy như thế nào? Lady. Thôi, thôi rồi mình chuẩn bị đi ăn ha Út yêu. Lên ở đây cũng trễ rồi các bạn ơi. Coi kìa, cô Út ngắm mình trong gương kìa. Xinh đẹp chưa? Dạ, đi ăn thôi, tới rồi. Ok. Rồi ba cô cháu mình đi ăn. À bây giờ đó là ba cô cháu mình sẽ đi ăn nha các bạn. Đi ăn ở gần cái khách sạn luôn. Đi ăn nha. Ăn McDonald's gà rán á. Đi ăn gà rán. Ok, đi thôi. Đi thôi. Tới rồi các bạn ơi, cái này gần khách sạn lắm. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong McDonald's này mình ăn nha. Đi thôi các bạn. Ok, đi đi. Tour này không phải là tour đón em yêu ai. Xin mời. Ok, xin mời. Tiếp tục. Dạ các bạn. Rồi bây giờ ba cô cháu mình ăn thôi. Cái nào là pizza của anh? Cái nào của anh ạ? Just eat thôi. Give me anything thôi. Nè ăn cái này đi. Dan, bỏ ha. Cái đang được không? Đã chưa? À rồi. Rồi hôm nay mình chưa thêm 3 miếng gà nữa nè các bạn. Đó. Với lại đây là có khoai tây chiên. Ok. Chúc ăn, chúc cả nhà ăn ngon miệng. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Oh, wow, bọc bằng ú. Của anh là Big Big Mac nè, đây. Rồi bây giờ mình cũng nè. Của em là gì?
Rồi em xôi đi. Em không biết cái này là cái gì nữa thôi. Mình cùng đi. Ừ. Mình cùng nhau đi. Cùng nhau. Một, hai, ba. Vô. Ngon. Đầu tiên Út ăn hamburger. Có cái này không nhỉ? Cái cũng ngon. Ở yêu quá trời, anh đây đói quá. Đói thiệt cả nhà. Thấy không, thấy không? Anh nói với em rồi, ok sẽ thích. Hamburger. Ngồi ăn đấy. Giờ nè, ba cô cháu mình sẽ chuyển sang ăn gà rán. Ô một cái đùi. Anh. Của anh nè. Ok các bạn ơi, xong rồi đây. Ăn xong rồi. Thì bây giờ ba cô cháu mình sẽ đi tiếp nha. Tối nay ba cô cháu đi chơi đi. Ok, đi chơi nha. Dạ. Tại vì không có thời gian nhiều cho nên chúng tôi sẽ phải làm ốc kiểu vui. Rồi thôi, bây giờ mình đi nha cả nhà. Đi đi. Đây các bạn ơi, bây giờ là hai cô cháu đang đứng ở chợ Bến Thành. Đây là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là gì rồi? Đây là chợ Bến Thành các bạn. Thì cái này là chợ đêm. Chợ đêm phía trước của chợ Bến Thành. Thầy Út nãy Út khát nước các bạn. Út không thích uống Coca-Cola cho nên mua cho Út một bịch sữa. Bây giờ đây Út đang cầm uống á. Thôi bây giờ đi tham quan nha. Ok. Xin chưa thế cái gì đó để mua quá. Bây giờ ba cô cháu chỉ đi vòng vòng về xem thôi chứ chưa có mua được cái gì hết các bạn. Em hiểu tay cô kêu nhiều quá. Dạ. Nhiều xíu. Chào tất cả các bạn. Tại vì á, ở chợ đêm ở Bình Thanh không có gì đâu, không có gì để mua cho Úc Kiều. Nhưng mà anh là người thông minh nên anh suy nghĩ về Úc Kiều thích gì. Úc Kiều thích cà phê. Úc Kiều thích cà phê lắm cho nên con muốn mua cà phê. Không phải là cà phê nhưng mà cà phê Việt Nam cho Úc Kiều. Ok. Tại vì á, đúng rồi. Rồi. Tại vì ở nhà chúng ta cũng có cà phê phim, phải không? Dạ, đúng rồi. Tại vì anh suy nghĩ, anh nói á, để là ngày mai định ảnh mua cho các bạn coi. Bây giờ anh mua luôn các bạn, chịu nổi không? Anh rồi các bạn, chúng ta chọn cái này hay cái này. Cái này là cho ba nội, đây này là cho Oggy. Mua xong rồi. Ok. Tăng quà. Rồi bây giờ mình đi về chưa? Hay là mình đi vòng vòng nữa? Ok, đi đi. Ê, cẩn thận anh ơi.
Chào các bạn ơi. Chào các bạn. Thì đi dạo dạo nãy giờ là cũng lâu rồi các bạn. Bây giờ ba cô cháu sẽ đi bộ về khách sạn và nghỉ ngơi. Đúng rồi, đi nghỉ ngơi. Các bạn ơi, mà anh sổ, mân sổ, nguyên xe jealous. Anh Hùng Nấm Tẩu. Mình bắt anh Hùng Nấm Tẩu. Rồi thôi bây giờ ba cô cháu về nha. Kết thúc ngày hôm nay. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.